Quỳnh Lương đón tin vui khi hẹn hò với thiếu gia Trà Vinh, đàng trai khoe điều ngọt ngào. Sau khi công khai hẹn hò, mọi nhất cử nhất động của Quỳnh Lương và bạn trai thiếu gia liên tục được cộng đồng mạng quan tâm. Thời gian gần đây, cả hai đăng tải nhiều khoảnh khắc trên trang cá nhân nhận được nhiều sự chú ý. Diễn viên Quỳnh Lương và bạn trai thiếu gia Trà Vinh tiến phát nên duyên sau một chương trình truyền hình. Vừa qua, cả hai liên tục phải đối mặt với nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, cặp đôi còn vướng nghi vấn gặp trục trặc tình cảm. Tuy nhiên ngay sau đó, cặp đôi cũng có động thái phủ nhận thông tin này, cho thấy mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp. Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Lương đã bất ngờ thông báo tin vui. Đáng chú ý, thông tin này được chia sẻ chỉ sau ít tháng nữ diễn viên công khai hẹn hò với bạn trai thiếu gia Trà Vinh. Diễn viên Quỳnh Lương viết: "Tính từ lúc gặp anh TN tới lúc chốt hồ sơ thiết kế, không tới một tháng, đội quá đỉnh và chi tiết đúng ý chủ nhà. Đầu năm một cái xong không nghĩ thêm được gì, đùng cái đang ngồi cà phê chốt luôn thêm một cái, vậy là cuối năm một cái, may chưa phải vay nợ thêm đồng nào là quá nhiều ở tuổi 28 rồi." Theo đó, sau thời gian làm việc chăm chỉ, diễn viên Quỳnh Lương lại chuẩn bị có cho mình một cơ ngơi khủng và người mơ ước. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng lên kế hoạch cho căn nhà thứ hai của mình. Tính là tầng một cà phê mà không biết xây xong nhà còn chi phí làm cà phê nữa không, diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ. Bài đăng của diễn viên Quỳnh Lương đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ của cô nàng khi có được khối tài sản khủng, sự nghiệp ngày một thăng tiến dù chưa bước qua tuổi 30. Không chỉ có sự nghiệp đang ngày càng phát triển, tình duyên của Quỳnh Lương cũng thăng hoa hơn rất nhiều. Vừa qua, Tiến Phát còn hộ tống Quỳnh Lương đi làm ở Đà Lạt. Theo chia sẻ trước đó của người đẹp, cô có công việc phải ở lại đây trong thời gian dài. Trong chuyến đi này, thiếu gia Trà Vinh thường xuyên check-in Đà Lạt và khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào cùng người yêu. Thế nhưng điều làm nhiều người thắc mắc chính là thái độ của Quỳnh Lương lại hoàn toàn trái ngược lại. Đi với người yêu nhưng cô đăng ảnh một mình, viết story tâm trạng. Trong thầm lặng, có người đã tự xoa dịu những nỗi đau mà chưa ai nói lời xin lỗi, khiến nhiều người thắc mắc không rõ cô nàng muốn nhắn gửi điều gì. Nhiều netizen nhận ra sự khác biệt trong cách chia sẻ khi đi du lịch chung của cả hai nên đã để lại comment thắc mắc. Sau đó, vào chiều 24 tháng 8, Quỳnh Lương và Tiến Phát đã livestream chung trò chuyện vui vẻ với mọi người. Được biết Nguyễn Tiến Phát, sinh năm 1997, là một doanh nhân đang thực hiện mô hình nghỉ dưỡng chữa lành. Bên cạnh đó, anh chàng còn kinh doanh các hoạt động thể thao như trèo sắp, trèo ván đứng. Trong chương trình, Tiến Phát chia sẻ anh là một người thích đi phượt, có niềm đam mê lớn với xe mô tô phân khối lớn. Chưa kể, anh chàng còn có bộ sưu tập siêu xe. Không chỉ có ngoại hình bảnh bao, Tiến Phát còn khiến khán giả suýt ra trước những ánh nhìn, cử chỉ chân thành, yêu thương dành cho Quỳnh Lương ngay từ lúc tham gia chương trình đến lúc công khai hẹn hò. Thế nhưng sau khi chương trình lên sóng, cộng đồng mạng lại lên tiếng tố cáo rằng thực tế anh chàng đã từng phụ bạc, bỏ vợ con để theo người thứ ba, thế nên vợ cũ đã không cho gặp con và cũng hoàn toàn cắt liên lạc với gia đình chồng. Trước những ồn ào không đáng có trong quá khứ, thay vì lựa chọn đứng ra giải thích thanh minh, cả Quỳnh Lương và Tiến Phát đều im lặng. Họ dành toàn bộ thời gian dành để tìm hiểu nhau, phát triển mối quan hệ theo hướng tích cực hơn. Thậm chí, nữ diễn viên còn được chàng thiếu gia dẫn về quê nhà Trà Vinh, ra mắt gia đình, bạn bè. Điều này cho thấy anh chàng thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, giữ đúng như lời hứa khi xuất hiện tại chương trình Người ấy là ai. Hiện tại, cặp đôi Người ấy là ai tự tin thể hiện tình cảm trong nhiều buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thích thú, gửi gắm nhiều lời động viên, ủng hộ chuyện tình cảm của Quỳnh Lương, Tiến Phát. Thank you.